cái mặt rất là fashion nha. Cái mặt này mà lớn lên mà đi làm người mẫu á, mặt người mẫu chứ không phải mặt hoa hậu nha, mặt model. À, đây là thời trang. Còn cái mặt của em là mặt hoa hậu nè. Cái mặt của em là mặt livestream nha. Anh Huy có đồng ý với đáp án của Buka hay không? Bé đậu đậu. Đến với chương trình Biệt Tài Tí Hon mùa 2. Cảm ơn Dầu Ăn Granny đã đồng hành cùng với chương trình. Ở các tuần trước thì chúng ta đã cùng được gặp những tài năng nhí vô cùng đáng yêu và ấn tượng. Vậy thì trong tuần này, Sam cũng đang rất nôn nóng, không biết là điều bất ngờ gì đang chờ đợi chúng ta ở trước mắt. Đầu tiên hãy cùng Sam chào đón ban bình luận chính của chương trình, nghệ sĩ Trấn Thành và MC ca sĩ Ngô Nguyễn Huy. Có một điều tôi đang thắc mắc là tại sao lại có ba con mèo thần tài đứng đi mổ. Ôi bắp ơi, sao vậy anh? Bánh đâu chứ lồng đèn đã có sẵn đây rồi. Ngày hôm nay tại vì em biết là chủ đề của mình mang đến cho các bé là thiếu nhi, cho nên là em chuẩn bị một cái bộ đồ rất là gọi là xinh xắn đáng yêu và những cái lồng đèn vậy đó. Cưng á, nhìn em là thấy Trung Thu về đó. 2, 3. Đó. Nào, có trà sữa macchiato nè. Đó. Đó. Có dạ hết đây rồi. Là, đây nè, mứt dừa. Đây. À, mứt dừa. Hay quá. Có lá tía tô nữa. Cái gì lá tía tô nữa? Có lãng gì bác. Sao đang cái khu vực bánh trái mà đẩy lá tía tô vô kỳ vậy? Khách mời có mời không em? Dạ có. Chứ thấy đang vui quá định chơi luôn rồi đó. Khách mời ngày hôm nay là gọi là nam thanh nữ tú. Hay quá. Trời ơi còn gì bằng nữa. Nó nghe nè. Là mời những người xinh đẹp không à. Bữa anh cũng nói nam thanh nữ tú để anh Đức ra đúng chết luôn á thiệt á. Nhẹ nhẹ thôi. Lần này sẽ khác, lần này là bảo đảm với mọi người là nhan sắc là gọi là tươi. Tên em lần cuối. Tươi nha. Tươi. Lần cuối cùng đó. Rất okay. Tươi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón diễn viên ca sĩ Chí Thiện. Trai được không? Được không? Sao giả tạo vậy em? Dạ hả? Ôm mà không có một cảm xúc gì hết. Đúng rồi, nó em gặp nó cũng vậy á. Nó ôm em cũng vậy mà. Chán thiệt ôm luôn. Ôm em cũng vậy á. Cái này để em ôm nè. Có cảm xúc. Em đang lợi dụng. Em không phải là em đang lợi dụng chứ em không phải là muốn minh họa gì hết trơn á. Đâu em đang minh họa để cho cái tình cảm, cái tình cảm mà chân thành thôi. Cái này là kiểu ôm thêm nè. À. Ôm thêm. Ôm gì? Ôm thêm á. Là gì? Ôm thêm là gì? Bám thêm. Ôm bám thêm. Có nghĩa là đu sự nổi tiếng á. Đấy, ví dụ là người ta ôm thiệt thà, người ta ôm nhau à. Ê. Con ôm bám thêm nè. Ôm lợi mặt. Đâu? Mặt nước giọng ấn á. Nhưng quan trọng là khách mời còn lại đâu? Khách mời còn lại là một nhân vật hết sức đặc biệt. Cô ấy là một cô gái biểu tượng cho chị Hằng. Dịu dàng. Mang một món quà chắc rất là đặc biệt trắng. Chắc sẽ có một cái đầm trắng rất dài. Hóc, rồi mái tóc dài, thước tha kiểu mà. Và một con thỏ trên tay. Đúng rồi. Cô ấy sẽ mang đến một món quà hết sức đặc biệt dành cho tất cả các bé thiếu nhi. Xin mời diễn viên Buka. Buka, nãy chị giới thiệu em suy sụp. Dạ. Hình tượng chị Hằng mà cái gì vậy? Ủa sao mặt mọi người hoang mang vậy? Em nói nghe nè Buka. Dạ. Hồi nãy bé nó giới thiệu, trước khi giới thiệu ra anh háo hức lắm.
cái em ra xong anh lo mấy đứa nhỏ quá. Ủa sao vậy anh? Nó bị ám ảnh em ơi. Nó không dám chơi lồng đèn nữa. Nhưng cái lồng đèn này muốn đốt luôn. Sao vậy? Trời ơi, cái gì mà quá trời vậy nè. Trời ơi, em... là con gì, bên trong là con gì? Bên hư, trong là con hư. Ê, à, con hư trong sách có, tập vở mấy bạn á. Con hư này mình đang đổ bầu cua Tết này có đó. Bậy bạ, bậy bạ. Con hư với con Tùng Lộc là Noel kìa sao mà. Trời ơi, Buka, em lớn rồi em phải ý thức. Không phải là Halloween mà quá trang dữ vậy cưng. Ôi, tôi sợ thiệt, quá sao trời màu. Mọi người em đầu tư vậy mà mọi người nói em hoài. Em sau chương trình biệt tài tí hon này em sẽ có cái biệt danh mới. Nữ hoàng color. Color. Nữ hoàng color. Màu sắc. Em sẽ sánh đôi cùng với một nhân vật quyền quý khác. Tập trước, ờ. Là ai? Ai? Color man. Color man. Anh đó thì thích em lắm. Anh lớn nữa. Ừ, hai đứa chơi chung đội đi. Đây, đây, đây. Tôi về với nhau. Hai đứa thích nhau quá đi, giờ cản sao được. Không, em thích anh, anh Colorman. Ê, đứng yên ra. Gì vậy? Anh muốn gì? Bên này ta cũng có hẹn, hai đứa nó hẹn nhau. Quá ghê, thiệt. Anh em cũng có vàng vàng nè, em về đội anh. Bây giờ mọi người đừng có xa lánh Buka nữa. Nhưng mà em đứng xa ra nha. Y như cũng có BA đâu em. Thiệt rồi. Ủa, em nền nã dễ thương vậy chứ. Ủa, em vậy đâu. Em có ghê đâu mà sợ đúng không chị Sam hả? Bình thường thì chị cũng binh em lắm. Nhưng mà hôm nay chị không binh được, chị sợ thiệt em. Em xin mà nó còn em xin nó hoang mang. Ê mấy giờ nè, hai bố mình chân đội cho làm MC đi. Ờ, thiệt đó chứ. Thôi, đang sẵn cái đội hình này nè, em thấy là đứng màu sắc cũng rất là đẹp. Bên đây rất là nhu nhã, dễ chịu. Nhu nhã giờ nè, nè. Nhã có nhu mì hoặc là nho nhã. Ừ, trang nhã, trang nhã. Nhã nhã. Nhu nhã. Nhu nhã là một cái cụm từ viết tắt của nhu mì và nho nhã. Khi mà nói ra thì chắc thấy không? Em nói một cái thôi. Rồi, bây giờ là... Đừng có tả về màu sắc nữa. Dạ. Đừng có nhu hay là cái gì hết. Ừ. Dạ, đội anh sao? Rồi rồi, anh có chấp nhận đón Buka về với gia đình của mình hay không? Với một tấm đặc bông bên kia. Anh... Dạ. Giống như là em là một cái miếng bánh trung thu hợp cẩm. Hai đứa nhìn dạ. vô là thấy Hội An liền. Thôi, mình về vô em ơi. Về đi. Bình luận của chúng ta đã ổn định chỗ ngồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với tài năng nhí đầu tiên. Wow. Biệt tài tì hon. Bé Hà Vi, hình như bé này là ở trong cái đội hình chung với Buka hay sao á. Bậc thầy biến quá đó chị. Con bé nó đẹp quá. Cái mặt rất là fashion nha. Cái mặt này mà lớn lên mà đi làm người mẫu á. Mặt người mẫu chứ mặt hoa hậu nha, mặt model. À, đây là thời trang. Còn cái mặt của em là mặt hoa hậu nè. Cái mặt của em là mặt livestream em. Livestream. Ừ, nha cưng nha. Ừ. Rất hợp nha bé Sam. Bán hàng online, nào còn đợi gì nữa. Mọi người ơi, mọi người ơi. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với menu của chương trình luôn nha. Bé Phạm Nguyễn Hà Vi, trang điểm, mẫu nhí, thiết kế tóc, stylist nhí và đáp án khác. Với gương mặt này thì gợi ý nào cũng vô nha. Căng ạ. Ờ, khó ạ. Khó giống quá. Như anh Thành nói, gương mặt của bé rất là fashion. Cô bé có thái độ lắm á.
biết cách biểu cảm trước ống kính thì cả tạo dáng tốt luôn. Vậy trong cái đó thì em thấy là cái mẫu nhí là hợp nhất á. Mẫu á, mẫu hợp á. Mẫu nhí. Mới hồi nãy tôi thấy súng hai cái răng. Tôi chợt nhớ cái điều này hồi nãy khi tôi coi cái clip, tôi thấy bé phát âm giọng Bắc. Mà tôi biết là bạn thân của tôi, người mẫu Xuân Lan, có một cái lớp dạy các em người mẫu ở ngoài Hà Nội. Không biết có phải là bạn này là học trò của La La hay không? Có thể lắm. Còn Muka? Em rất trung thu, rất trung thu, em mới đi chơi, em rất tiền đi hết phụ. Đâu cần hát nhạc lên nhé, anh này. Em nhạc chủ đề của Muka. Em thì em nghĩ là chắc bạn này là biết trang điểm. Tại vì hồi nãy là bạn được người khác hóa trang. Đúng rồi. Có thể là chương trình lừa mình là bạn tự biết trang điểm, một tài năng của bạn. Nhỏ mà biết trang điểm là một tài năng giỏi mà. Con này gọi là Dương Đông kích tay. Có thể. Đúng. Bây giờ làm sao ta? Em nghĩ là trang điểm đó. Anh Huy có đồng ý với em không? Không em, đồng ý. Em là bậc mẫu nghi thiên hạ. À không, nữ nhi của thiên hạ. Anh chỉ là một người trợ lý thôi. Dạ. Em chọn cái gì vậy? Trang điểm. Trang điểm à? Đó là một cao kiến. Chúng tôi quyết định nghe bên kia trước. À chị Thiến. À chị Thiến. À chị Thiện. Cái gì? Chị Thiện. Sao? À bây giờ à, anh thấy à, mẫu nhí em thấy thế nào? Em cũng thấy là mẫu nhí á. Đội chúng tôi thì à, anh em rất là hòa thuận, không có gì phải tranh cãi cả. Và chốt đáp án là mẫu lùi nhí. La bàn ra. Mẫu nhí à? Mẫu đúng. Nhí. Hãy lùi la bàn ra. Con đội nhắc hiệu thập cẩm nhất trung thư, nhất trung thư nhìn đi chơi nhìn đi nhìn đi gấp ngược bừng sao nó mới kêu cái tên gì kìa. Thập cẩm. Thập cẩm cái gì? Kêu em gì? Bánh trung thu thập cẩm. Thập cẩm đó. Trời ơi, từ đây về sau chứng minh nhân dân phải đều lại Nguyễn Kiều thập cẩm thơ. Ok, em giữ thật vô. Em chưa đủ em hả? Bây giờ nè, em nghĩ là mình sẽ chọn trang điểm là tài năng của bé. Anh Huy có đồng ý với đáp án của Muka hay không? Bé đâu đó. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tài năng nhí Hà Vi. Trời. Hà Vi ơi. Dạ. 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 Hà Vi, con giới thiệu về bản thân mình cho mấy cô chú ở dưới nghe nha. Dạ. Con mấy tuổi rồi? Con 6 tuổi rưỡi. 6 tuổi rưỡi. Và tài năng của con ngày hôm nay? Tài năng của con ngày hôm nay là make up. Wow. Make up? Là dạ, trang điểm á đúng không? Trang điểm đúng không con? Dạ. Trang điểm, nói trang điểm đi con. Vâng ạ. Mà ngày hôm nay là con đến là con make up cho ai vậy nè? Con make up cho cô Nhi. Cô Nhi hả? Cô Nhi đâu? Vậy thì mình mời cô Nhi ra sân khấu nha cô Nhi ơi. Vậy bây giờ con bắt đầu nha Hà Vi nha. Vâng. Hôm nay con sẽ make up về chủ đề mùa đông ấm áp. Mùa đông ấm áp. Đầu tiên mình sẽ dùng kem dưỡng da. Kem dưỡng da có tác dụng làm mềm da. Trời ơi. Để trên mu bàn tay nữa chứ nha, chuyên nghiệp lắm nha. Khi mùa đông mình đánh kem dưỡng da thì mình đi ra ngoài mùa đông mình sẽ không bị khô da. Đúng rồi. Hay quá. Chấm đúng điểm luôn. Đó là những quyệt trên gương mặt á. Anh này. Đúng rồi đó. Bé nó test đúng nguyệt đạo rồi đó. Rất nhẹ nhàng nha, nâng niu làn da luôn. Sau bước dưỡng da thì mình sẽ dùng che khuyết điểm. Che khuyết điểm. Vì người lớn hay thức khuya xem điện thoại. Chỉ thức khuya livestream bán hàng được không con? Quay qua chép cho cô Sam. Ừ. Như thế cô có quần thâm mắt. Đúng rồi. Mình sẽ dùng che khuyết điểm màu cam mình bôi vào quần thâm mắt. Màu cam. Màu cam. Cô nhìn lên đi. Cô nhìn lên đi.
Wow, mắt bị thâm á thì dùng màu cam. Mắt bị bầm dùng màu gì con? Mắt le sao màu gì con? Tiếp theo mình sẽ đánh nền. Đánh nền, kem nền, hay quá. Kem nền làm cho da mịn hơn và đều màu da hơn và sáng ra. Con ơi, bây giờ cái kem nền mình trộn vô tay rồi mình xoa, mình ập cái mặt ra hay sao? Mình sẽ dùng cọ này. Chà, giống với mật ong nướng cánh gà quá ha. Đó, đánh nền bước quan trọng nè. Châu nó làm như thế cơ mà. Trời ơi, chuyên nghiệp đó, tới dùng mắt cái nhẹ lại đây. Mắt là phải nhẹ lại. Cái kéo mà xệ mắt của cô thì cũng được. Con ơi. Dạ. Con make up được bao lâu rồi? Con học make up được bao lâu rồi? Con học từ 4 tuổi. Học từ 4 tuổi, bây giờ là mấy tuổi rồi? Dạ. 6 tuổi rưỡi. 6 tuổi rưỡi. Kinh nghiệm 2 năm trong nghề rồi đó. Giữ 2 năm trong nghề là giữ. Thế là thâm niên cao rồi đấy. Là giữ rồi đó. Trong make up ở bước nền này là quan trọng lắm luôn á. Bước nền là quan trọng lắm, em make up cũng như vậy. Bước nền của em á, thì em make up là 2 tiếng đồng hồ. Thì bước nền của em phải là 1 tiếng. Trước khi ngủ em có dặm lại không? Ngủ... Ta sẽ dặm đều kem nền để kem nền bám chắc vào da. À, dặm lại để kem nền bám chắc phải vào dọng, da. Phải dặm cái kem nền cho nền. Dặm nền. Đây là cái khuôn dặm nền. Dặm nền cho nó chắc. Tiếp theo mình sẽ đánh khối sáng. Đánh khối sáng. Mình sẽ dùng cọ này. À, cọ đấy là cọ tên gì con nhỉ? Cọ đánh khối sáng. À, cọ đánh khối sáng, thông minh thế. Ôi dồi, đánh khối sáng, dùng cọ đánh khối sáng nhá. Ừ. Mình sẽ đánh khối sáng các vùng chữ T. Chữ T à? Sáng. Vẽ hình tam giác ở dưới mắt và hình chữ V ở dưới cằm. V ở dưới cằm. V ở trên trán, hai chữ A hai bên, V dưới cằm. Sau đó mình sẽ dùng mũi mình dập. Dậm cho móng chắc hơn dậm nữa. Dậm tiếp. À, mình dậm tiếp. À, bằng tay hay là bằng bông? À, bông. Ừ. Bằng mút. Bằng mút chứ không phải bằng bông nha chú. À, bằng mút nha. Các bác ơi, bằng mút nha. Tiếp theo mình sẽ dùng phấn phủ bột. Phấn phủ bột. Phấn phủ bột làm cho kem nền không bị trôi. Đó. Đó. Xong cái quét dôi này thêm lớp vẹt ni nữa là ngon. Cô Nhi thì cũng xinh đấy. Đúng rồi, da cũng đẹp nữa. Vì cọ to quá mình không thể đánh ở phần nhỏ, mình sẽ dùng bơm mình đánh một phần nhỏ. Sau khi mình phủ phấn xong thì mình tới bước gì ta? Biết lót, đến lượt là lót mắt. Xong mình sẽ đánh màu mắt. Mình muốn đánh màu gì cũng được hết hả con? Hôm nay con đánh chủ đề mùa đông màu ăn nên con sẽ dùng màu... Trắng. Trắng. Đỡ. Xanh. Màu... Nâu. Màu... Vàng. Cam. Hồng. Tím. Đỏ. Đỏ. Màu... Lên ăn cái hộp màu luôn. Lên ăn cái hộp màu. Thấy hộp ra. Thôi mà trời. Màu đỏ nhũ. Trời ơi, đúng rồi. Đúng. Màu nhũ uống nha các anh chị. Nhũ. Màu nhũ. Phải có nhũ đó. Phải có nhũ. Cái đi tay không gọi đi tay rất chuyên nghiệp. Và ngón út nè, kề bơ má đàng hoàng. Đấy, bây giờ vô nhũ rồi nè. Đó. Mình sẽ đánh nhũ ở phần đầu mắt. Đầu mắt. Hay quá. Con ơi, kiểu trang điểm này mình đi dạo phố hay là mình đi dự tiệc con? Anh đi mùa đông. Đi vào ngày mùa đông. Chỉ đi được ngày mùa đông thôi. Mùa đông thôi nha, mùa hè. Mùa hè cũng được. Ừ. Đến kẻ, kẻ mắt. Để rồi mình sẽ làm eyeliner. Để trời làm... ơi, eyeliner này là khó vẽ lắm nha. Em là vẽ không được luôn á. Đúng rồi á, eyeliner khó vẽ lắm á. Eyeliner làm cho mắt to hơn. Wow, rất khéo tay nha. Đến lượt là kẻ lông mày. Mình sẽ chấm vào màu nhạt.
đôi má hồng. Cô cười lên. Cười lên. Cô lo sao cười được con. Cô lo lắm. Wow. Ôi xinh hơn rồi đó. Không phải. Thấy ra mùa đông rồi đó. Không phải đùa đâu. Lông mi giả. À còn mi giả nữa à. Chuyên nghiệp. Trời ơi, cái này người lớn dán còn đôi khi khó nha. Ra nét rồi. Mới thấy cô Như thở phào nhẹ nhõm đó. Còn con nữa cô Nhi. Còn con nữa. Cô Nhi ơi, dịu chú anh Đức không? Anh lúc nào cũng vậy, em thấy anh đi chương trình nào anh cũng đã thấy em nó đẹp. Em đang Đức hết trơn á. Em nó đẹp, thấy nó ngoan hiền, định giới thiệu cho thằng bạn thân. Cuối cùng là đánh son. Mình sẽ dùng son giữ môi trước để làm cho môi không bị khô. Bây giờ mình sẽ đánh son đỏ cam. À cam đỏ. Bây giờ con đã make up xong cho cô Nhi. Cảm ơn con. Eo xinh thế. Trời ơi đẹp quá, đẹp luôn. Ai dạy con trang điểm vậy? Dạ mẹ. Ừ giỏi quá. Nhưng mà bây giờ là hồi nãy là cô với chú Huy đoán đúng tài năng của con là make up, còn chú Thành với chú Thiện là đoán sai. Vậy bây giờ con có muốn phạt chú Thành chú Thiện bằng cách con make up cho chú Thành chú Thiện luôn không? Con phạt cho chú Chính Thành và chú Chí Thiện. Chính Thị là người thắng sẽ make up cho người thua. Nhìn vào hướng không hướng vô điện và xa xôi. Ai con thật là dễ thương. Thiết nghĩ thời lượng chương trình có hạn, chúng ta hãy tiếp tục đi nào. Đây. Lấy là chúng ta phải đợi bao nhiêu thời gian nữa để kết thúc lại để nữa. Có thể đúng tiếp tục anh? Đúng rồi không hay gì tất cả những khán giả tại trường quay rồi còn cha mẹ già ở nhà còn mẹ anh hơn anh chị em ở nhà anh xin xe buýt 11 giờ sẽ hết chuyến anh xin thôi là những người ở xa anh có hai sự lựa chọn sao cưng đầu tiên là anh cử hai người lên đây cho hai tên make up còn không anh được quyền bán cái chí thiệt lên thôi anh chọn phương án nào Em thật là hiểu anh. Hiểu. Game show mà em. Mình phải hết lòng với game show. Đúng. Em với anh cùng lên. Hả? Quỳ nó muốn một người. Quỳ không chọn đâu còn người còn lại làm gì. Quỳ nó muốn một người. Đây nè đúng rồi miếng nhũ đi. Cái này nhũ nè. Không giờ rồi. Quỳ ngủ đi Quỳ. Bây giờ còn 4 người nữa. Em đánh má hồng cho anh đó hả? Dạ. Em làm đẹp mà. Anh thấy một cam hả? Em thấy làm xấu nhưng mà em cố tình muốn làm đẹp cho anh. Cái mặt này anh để tới cuối chương trình luôn á. Thì để luôn, đẹp mà. Anh Thành đang làm gì cho anh vậy? Mặt tôi giống mẹ cám chưa? Hết vấn rồi. Nó quá trang em Halloween rồi anh ơi. Buka. Để tình đồng đội em ơi. Em ơi Buka ơi, anh cũng làm cái việc với em nhiều số mà. Anh cứ diễn với em đẹp rồi nè. Hết chưa? Hết chưa? Bây giờ không anh dễ thương fashion anh dễ thương ok hey show thời trang Thu Đông xin mời let me take a selfie đẹp quá đẹp dễ thương với số lượng son phấn trên mặt chú thiết nghĩ là con cũng đã thuộc về đời của chú rồi đúng không con gái
Trấn Thành đã hy sinh bản thân mình chỉ để con về đồ của cho hai chú thôi đó. Tại đâu, tại vì chú Trấn Thành đoán sai rồi, không đó. Hiểu gì về con hết. Bây giờ cái con bé nó chỉ làm một động tác nhẹ là tôi hiểu tình cảm nó dành cho tôi rồi. Về coi gương đi. Đêm nay ai cũng cho em là xinh nhất nơi đây à, đẹp xinh à ha, trong đêm khiêu vũ em như bừng sao sáng xa khơi à, sáng ngời. Anh còn đẹp á, đẹp vẻ anh như là thần long giáo chủ thiên địa hội vậy. Trời ơi trời, trời đất ơi, đẹp mà đúng không con, đẹp đúng không? Thần Long giáo chủ thiên địa hội nè. Con thấy đó, chú Huy với lại cô Muka cũng đã nhiệt tình make up. Con thấy có đẹp không? Con hỏi, chú hỏi con nè. Con về chơi đội chú á, là cô Harry Won sẽ chỉ con make up kiểu Hàn Quốc. Con biết make up kiểu Hàn Quốc chưa? Chưa biết con make up. Con biết rồi. Cái gì hỏi, cái gì hỏi. Con gái nè, con muốn về đội của ai nè? Và quyết định của con là chú Ngô Quyền Huy. Chú Huy khoan, từ đầu, từ cái chỗ mà không là em đã biết khoan, nhưng mà cái tâm lý gì, tại sao nó nhìn về đội tụi tôi rồi mà miệng nói Ngô Kiến Huy nó như một cái sự dằn mặt. Con chọn Ngô Kiến Huy rồi chú, rồi chú làm gì con? Kêu bên chọn, bên đi, chọn, kêu đi. Bên chọn con đi. Ơi, con nhìn vào cái máy đó nha con. Bây giờ con nói là con tên là gì? Con tên là Phạm Nguyễn Hà Vi. Hãy bình chọn cho con. Con rồi. Cho ai có cái gương với cái khăn gì cho tôi trở lại hình người coi. Khi đã giành được thí sinh nhí về với đội của mình thì bây giờ liệu anh Thành và anh Thiện phải làm gì để thay đổi được cục diện đây? Chúng tôi chẳng làm gì cả. Chúng tôi có sức hút riêng. Và chúng tôi nghĩ là hãy để từ các cháu nó hút về đây. Nếu mà các cháu nó không hút cuối chương trình, hai anh em hút nhau. Vậy thì để coi sức hút của anh Thành và anh Thiện đối với bé thứ hai này sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh nhí thứ hai của chương trình. Dạ. Phái hai đệ của Dr. Strange á, ra là rung mỡ rung thịt cái này. Không biết chắc thì được rồi. Làm thì ghê lắm. Lố dễ sợ. Hai chả làm cái mặt còn hầm hố hơn cái nhân vật chính nữa. Thì sau khi xem xong đoạn clip này thì ban bình luận có những cái phán đoán gì chưa ạ? À? Hay là chúng ta sẽ cùng đến với menu của chương trình luôn. Mở ra coi có Avenger khu nào. Có không? Có Avenger không? Vậy là chúng ta sẽ đến với menu của chương trình.
bé Nguyễn Nhật Thiên Bảo, viết thư pháp, ảo thuật gia tài ba, diễn xuyết, rapper nhí, diễn hài độc thoại. Khó ta. Wow. Khó nha. Có thể nào là rapper nhí không? Với bộ đồ mà bé đang mặc và cái phong cách rất là giống. Tôi thiên về diễn hài độc thoại. Bởi vì tôi thấy trong đoạn clip cháu nó diễn dữ lắm, nó lanh lắm, rồi nguy hiểm nữa. Hai cái ông kia lợi rung, bình tĩnh luôn. Gặp người ta hay xì, người ta bị cười đúng không? Hai cha cái xà vô đứng cười. Đúng rồi, mà mặt nhắn rất thần thái, giận tập trung. Chắc là diễn hài độc thoại. Em cũng nhiều cái đó. Và về ý kiến của đội em thì tớ chung thôi, em nên đi chơi. Nói đi anh. Nhật hiểu em hả? Em nói là anh Nhật hiểu. 2, 3. Anh nói đi. Em nói đi. Tại vì em thấy khó quá, không biết nói anh gì. Anh cũng thấy vậy đó. Kuka giờ nó giống như mấy cái xe tải lúc mà che nó có cái âm nhạc nó hiện lên. Cái che xe đó là phải có ta tầm tầm ta tầm tầm ta tầm tầm. Bây giờ thì em thật sự nha, em cũng hoang mang lắm, nhưng mà em cũng thiên về diễn hài độc thoại. Tại vì em thấy bạn cũng biết diễn. Gọng này cái nọ phải biết diễn, mặt nó mới giật giật rồi các kiểu bạn như vậy. Bạn biết diễn á, bạn biết diễn tâm lý tốt đó. Hoặc có thể là một ảo thuật gia. Có khả năng. Có thể nào diễn xiếc không ta? Dây nào chịu nổi em. Không, diễn xiếc có nhiều loại đúng không? Xiếc có nhiều loại, xiếc thú nè. Không, bạn không diễn xiếc đâu, em đảm bảo. Có thể là bạn ảo thuật thì được. Ảo thuật. Tại như gương mặt hay ảo thuật á. Nhưng mà ảo thuật chẳng lẽ là chương trình lại gợi cho chúng ta ngay từ ban đầu vậy sao? Đâu thể nào dễ dàng như vậy. Bạn ở trong cái clip đó là bạn ảo thuật. Đúng rồi. Có nghĩa là ảo thuật mà nhờ người khác hỗ trợ không à. Còn bây giờ biết đâu là lừa mình. Cái đó là sham magic. Cái đó là gọi là cái gì nè? Lại ông tôi ở bụi này. Ông đừng có lại tôi ở bụi kia. Mình không hợp nhau chút nào. Anh đọc cái gì nói vậy? Gì vậy anh Thành? Theo em nghĩ đây là cái gương mặt của bé á, thường là gương mặt này á, các bạn thấy để ý này, các bạn không để ý thấy thôi, chứ các bạn, bạn ấy có một cái kiểu tóc rất thời trang, rất là thời thượng, và kiểu tóc này thường là những kiểu tóc mà đi biểu diễn. Về rapper thì Huy nghĩ là cậu bé này chưa có rapper được đâu. Rapper là cũng có thể khả năng rapper đó. Vậy đội của mình chốt đáp án là diễn hài độc thoại. Không, cái đội không có chính kiến, ta không nên nghe hỏi gì. Xong là phân tách nửa ngày trời, dòng hết cái trung thu về là cho cụ. Đúng là lại ông ở bụi này, cuối cùng không ở bụi này nhưng là bụi kia. Là bây giờ là bu ca đi, Tết này là Tết của em. Tết thập của em. Cẩm, em nói đi. Thì em đã chọn ảo thuật gia tài ba rồi. Ảo thuật gia tài ba. Như vậy, theo ý kiến của Nguyễn Kiều Thập Cẩm Thơ, nghệ sĩ Nguyễn Kiều Thập Cẩm Thơ đã chọn ảo thuật gia tài ba. Và đại sứ thiện chí của chúng tôi đã chọn đáp án là diễn hài độc hại. Diễn hài độc hại. Diễn hội độc hại hả? Xin lỗi, diễn hài độc thoại. Diễn hài độc thoại. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tài năng nhí. Wow. Trời ơi, hằng hố quá. Mang bảo bối ra luôn đó. Ủa, cái đó là cái thùng mà. Đúng rồi, thùng lo đó. Có loa. Trời ơi, giống người yêu cũ em quá. Ủa, bài này em thích lắm nha. Ba mươi rồi, đừng cứ mấy người đi nhau là khi mình cần đến trời. Là
Có gì về lên phường giải quyết cho con nha. Đây, bình tĩnh, bình tĩnh. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Và bài hát mà tụi con mới vừa mang đến cho chương trình có phải là bài bài ca tuổi trẻ không? Dạ đúng. Dạ đúng rồi. Rồi hai con giới thiệu sơ về bản thân của mình cho mấy cô chú nghe đi nè. Dạ con là Candy. Candy. Con là Bin Bin. Bin Bin à? Bin Bin đó con. Không, Tiên Phong. Tiên Phong. Yes. Tiên Phong. Đúng rồi. Tại vì Bin Bin là tiếng kèn. Bin Bin. Bin là Tiên Phong, tôi sẽ chạy trước. Tụi con làm một nhóm nhạc với nhau ở hay sao? Dạ con rap rồi gửi bữa trước mẹ cho em con với ba con á cho em con đi vô thử rồi con với em hát rồi hát chung rồi giờ em cho thi chung với con. Là đây là em trai ruột của con hả? Hay là sao? Khoan, cái câu chuyện hồi nãy là sao? Cái gia đình này bắt đầu là hay vô bé này nó mới chỉ rap thôi. Xong cái một ngày nọ mẹ kêu em bé đó hát chung với anh trai nè. Xong cái là hai anh em phối hợp ăn ý quá rồi đi thi chương trình biệt tài Tiếng Phong nha. Bình thường á em hát không được nhưng mà anh biết đúng. Em đồng rap được. Đúng rồi, rất tốt á. Ừ, cứ đọc chữ nào ngang ngang như vậy là được đấy. Đúng không? Đúng. Đúng. Là ngày nào con với em cũng lên mỗi nội rồi lên nhạc rap bài những bài xuân mười con với em rap. Tại sao con mê rap? Dạ tại vì con thấy mê rap là hay. Rồi số 1 rồi ngầu hù rồi cho mấy người rap theo á chú. Có nghĩa là ca. Tới đoạn này, phải rap lại mới hiểu nè. Cái đoạn này là có nghĩa là, ý là con nói là mấy anh rap là hay đúng không? Dạ. Và khi mình rap hay thì những người khác thích rap sẽ hát theo đúng không con? Dạ đúng. Quá, tôi hiểu rồi. Hay quá con ơi. Thương quá. Nè, con... năm nay con bao nhiêu tuổi nè, con giới thiệu cho mọi người biết đi. Con 6 tuổi, con lớp 1. Còn em trai con? Dạ, 5 tuổi lớp lá. Là hai anh em ruột luôn hả? Dạ. Ruột luôn hả? Dạ. Rồi. Con ơi. Dạ. Con trai bây giờ năm nay mình bao nhiêu ký rồi? Con không biết. Còn anh con? Dạ con 42 kg. 42 kg. À, con mấy tuổi? Con mấy tuổi? Con 42 kg. Con mấy tuổi? Dạ con 6 tuổi. 6 1 1. Hay quá. Con có rap được bài Người Lạ Ơi không? Dạ có. Con thử coi. 2 3. Dạ. Chú cảm rất là bạn cô nha. 2 3. Tôi dù quen đàn đông nhưng khi mình được cái lại không. Dạ. Tổ ra quýnh ổn như sâu mà châm nước mắt rồi kêu gỗ. Đến lúc chưa có cái ai đó. Hey. Giang tay em ấy tôi vừa lòng. Chết rồi.
có đó một lần hẹn trong đi rồi thôi chú bắt ấu ấp thời gian cảm xúc mình đã cái đã sống trên phép ơi, ngày mai cái tiền đồng chứ một lần thôi. Chỉ sợ yếu đuối của tôi cái đẹp mong người là ơi. Người tới bộ em có sống bên mình không? Người là ơi! Người là ơi! Ok, ok. Thật ra là con rất là giỏi. Nhưng mà chỉ là con đã sáng chế ra một cái thể loại rap mới. Tức là khi mà đoạn rap nào á mà chữ khó quá nuốt luôn qua. Tôi là ngoài chị đám đông. Nhưng khi mình thì lại không. Dạ, tức là mình là đình thương. Ờ, mình biết rồi. Mình chỉ cần tiếng đầu và tiếng cuối thôi. Đúng rồi. Con miễn sao vô biết là được rồi. Đúng rồi. Tôi khoái cha này nè. Cầm canh vô. Cha này đưa thang vô là quạt lửa. Đưa trong là quạt liền. Là canh canh là xong rap là hát liền luôn á. Ông này là ông me dữ lắm. Ông lơ xe này nè, ông này mới ghê nè. Cưng quá à. Đúng ông này tài xế trong này ông lơ xe ông. Ê bà con ơi. Xe con ở đây lắm ăn mấy chị ơi. 16 ngàn với mấy chị ơi. Tại là ông này nè, đó, cưng là cưng ông này nè. Hai đứa dễ thương quá. Cưng quá trời. Bây giờ tụi con quyết định là chọn về đội của ai nè. Con chọn của chú Chân Thành. Yeah. 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 Đây, con kêu đây nè. Đây, nhìn cái máy đó. Rồi, bây giờ mình làm bài rap. Cái máy có thấy không? Cái tay không? Rồi, rồi con kêu gọi mình chọn nha. Con tên là cái gì? Dê. Dạ, con tên là Thiên Bảo. Con bao nhiêu tuổi, Dê? Con 6 tuổi. 6 tuổi. Con đi học đó được bao nhiêu lâu, Dê? Dạ, con học được mấy ngày rồi. Hay quá. Rồi, một tài năng quý vị. Mới học được mấy ngày thôi đã biết rap rồi. Kêu khán giả nói là quý vị ơi, quý vị hãy bình chọn cho con. Quý vị ơi, 2, 3, vô. Quý vị nhớ giỏ tay giùm con rồi đăng ký cho con nha. Ta có cái lát riêng luôn ta. Ừ. Đầu tiên thì bây giờ tỷ số đang cân bằng 1-1. Chúng ta sẽ cùng xem bé thứ 3 sẽ mang đến tài năng gì trong chương trình. Người ta đâu có yêu mình không? Người ta đâu có yêu mình thương gì mình đâu. Mẹ ơi có biết con thương mẹ nhiều, cứ muốn ôm mẹ thật ta. Mẹ ơi con biết mẹ yêu con lắm, mỗi khi con buồn có mẹ kề bên. Con Quỳnh Như là bị tà tới không? Bé Quỳnh Như, cái quãng giọng của bà ở đâu trên sân khấu? Bé này cái tài năng nó là dạy thanh nhạc. Em nó cái âm vực rồng dạy thanh nhạc. Có thể lắm. Bé có thể là chuyên hát những cái dòng nhạc mà gọi là thính phòng. Phòng opera đồ. Em nói là hát cái bài mà như một cô gái này. Như một cô gái, như một cô gái. Puka. Dạ. Menu hôm nay có phong phú không chị? Chúng ta sẽ cùng đến với menu của chương trình. Bé Nguyễn Dương Quỳnh Như, YouTuber nhí, ca hát, giả giọng người nổi tiếng, lồng tiếng và diễn xuất. Tôi không biết là cái gì mà sao tôi mê cái giả giọng người nổi tiếng quá. Ra mà lỡ mà làm được cái đó chắc hay lắm. Hay lắm, đúng rồi. Ừ. Cái giọng của bà là lanh lắm luôn á. Đúng rồi, giờ ra tưởng tượng cái mặt bà này mà giả bà Việt Hương. Bà giác, bà dèo, bà kêu, bà má, vô xuống hầm, một quán lòng, đưa tới đồng hồ lên, đội đầu lên, thấy trời, bà má, lên bàn thờ ngầu hết rồi. Đúng không? Đã lắm, nhìn cái mặt này mà nhái người nổi tiếng đã lắm. Thì, hồi nãy em nghe cái giọng em cũng liên tưởng tới chị Việt Hương liền luôn. Vô cái anh muốn á, cái anh muốn coi là giả giọng người nổi tiếng á. Tết chung ơi,
Dạ em nói nè, em nói em nói. Trời ơi bớt ve xe lại đi Quy ơi, thiệt á. Em nghĩ là bé này sẽ thiên về diễn xuất hơn. Tại vì hồi nãy trong cái đoạn clip đó là bé cũng có diễn. Bé diễn rất là nhiều. Và cái giọng bé thì cao quá. Em không biết là bé hát có ổn em không ơi. Không, giọng chị cũng là một giọng cao và hát rất tốt. Hả? Hả? Em nói gì vậy Sam? Nói gì Sam nói gì vậy? Em nói là giọng em là một cái giọng rất là cao và hát rất tốt. Tự nhiên sao không khí trường quay trùng lại quá vậy? Không ai đồng tình với em á, em hiểu không? Em không dám nhìn chị luôn á. Anh Thiện, anh lớn lên cùng em từ bé mà, đúng không anh Thiện? Đúng, đúng, đúng. Nhưng mà khi mà em nói vậy thì anh cảm thấy xấu hổ với mọi người xung quanh. Thông minh được luôn, thông minh được anh luôn. Anh muốn bên em lắm mà không dám, phải không? Mọi người đang phản bác em một cái lịch sự đó. Nhưng mà hay gì em nói là quảng giọng em như vậy thì em dẫn chương trình em nói hay đó, cái mọi giọng... người vỗ tay cái rần liền, thấy không? Nói lại nè, thử coi. Thực sự là em vẫn rất là tự tin với giọng hát của mình. À, mình chọn là... mình chọn diễn xuất. Diễn xuất đi. Nào, một cái thôi nào. Dạ, em chọn diễn xuất. Chốt cho bạn là diễn xuất. Thôi bà làm gì bà làm đi, thôi tôi đập mặt dưới đây nữa. Bà chọn diễn xuất. Ừ, bà là diễn xuất. Anh Thành và anh Thiện chốt đáp án là giả giọng người nổi tiếng. Đúng, đúng, coi, muốn coi cái đó. Đúng, tôi muốn coi cái đó. Đúng, coi cái đó. Muốn coi cái đó, gì? Tôi coi đi. Đúng. Vậy để coi phán đoán của hai ban bình luận có chính xác hay không. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bé Quỳnh Như. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Tân nay lâu lâu quá mới được đi thành phố, cho nên nó phải mai dù đẹp cho bằng chị bằng em. Cá bắp bê rì 8 triệu, còn đi ở 10 chai và đô xì 9 xì. 9 xì. Dạ yêu vi 8 củ dòng tay mở ba. Tóc giả mượn mấy mợ trong phòng má trang. Cái gì tài như vậy có đẹp không? Đẹp. Ủa sao giờ này mặt trời ra khỏi đòn cây rồi mà sao mấy ai hết chà? Con xe đâu rồi? Dạ thưa bà con đây. Mày mòn cái gì với bé mày lao dữ vậy? Dạ con đang rửa chén với bếp á. Mày chuẩn bị xe ngựa, quần áo để tao với mấy mợ mày đi rửa bánh tì chưa? Dạ rồi. Mấy mợ ơi. Dạ. Hai đồ đẹp xong chưa? Ra đây coi. Dạ. Chân trên bên khi chiều nắng chưa phai. Để xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Bà ơi, bà thấy cái này có đẹp không bà? Cũng được. Bà ơi, còn con như sao hả bà? Cũng được. Bà ơi, bà ơi, bà đẹp hơn nha. Thôi, nhưng mà ai cũng đẹp hết, còn bà thì sao? Dạ, bà đẹp. Nhưng mà bà hơi mạo. Hiện tại đau ốm á thì chắc là
từ trước đến giờ rồi, mày chưa được đi đâu. Hôm nay bà sẽ cho mày đi yến tiệc, đợi bà chút nha. Men lên. Ờ, cậu nghĩ là không được đâu. Không nên cho nó đi. Cậu nghe. Em ơi, cậu. Con sang nó đi vậy. Cậu nghĩ tôi nên cho nó đi giữ yên tiền được không? Cậu nghĩ á là nó nên ở nhà đi, đừng có đi đâu hết á. Cảm ơn cậu nghe. Mà mấy cậu biết không, nó còn trâu, còn bò, còn chó. Nó biết bao nhiêu là chị nhà, nó làm sao nó mới được đi. Nhưng mà bà hứa bà sẽ cho con đi rồi mà. Sang à, bà cũng muốn cho con đi. Nhưng mà con không có đồ đẹp với bạn. Bà sợ mấy mở mấy cậu chơi cười con tội nghiệp. Vậy thôi, đồ cuốn này cho bà nha. Bà ơi, mấy mở ơi, xe tới rồi, đi thôi mấy mở. Có sao không bà? Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Cảm ơn tụi con nha. Cảm ơn nhóm 7 của Ba Long An rất nhiều nha. Và tạm biệt tụi con. Bye bye tụi con nha. Cưng quá. Bánh chim, bánh chim. Quỳnh Như năm nay là con bao nhiêu tuổi rồi nè? Dạ con 5 tuổi. Con ơi, con học kịch bao lâu rồi? Có ai dạy con không? Dạ cô. Cô con là tên gì? Dạ cô Hô. Cô Hô. Cô Thu dạy con cái vở vừa rồi là bao nhiêu lâu, con tập bao nhiêu lâu rồi con mới ra diễn được như vậy? Dạ 2 ngày. Dạ, vậy là giỏi quá trời. Con ơi. Dạ. Vậy là tài năng của con đó chính là diễn xuất phải không? Dạ. Sao hồi nãy trong đoạn clip á, mấy cô chú thấy là con nói cái tông giọng cao lắm đó. Sao ở ngoài đây con nói tông giọng nó thấp dữ vậy? Con có bị rung không? Con có nói được cái giọng cao giống như ở trong cái clip không? Con hiểu giọng cao. Con xin chào các cô chú. Này đó là chị thấy đó là khi mà bé mà nói lớn á, diễn nói lớn á, người ta mới có lực khoát ra đó thì sẽ nói cái giọng tông ở trên đó. Tại vì con bé đó là cái gu sống nội tâm mà mấy em. Đúng rồi. Con thích làm ca sĩ hay là làm diễn viên nè? Dạ ca sĩ. Ủa, hát thử bài à? Hát cho cô chú nghe một bài ha, một khúc thôi ha. Hai, ba. Mẹ ơi con biết con thương mẹ nhiều, cứ muốn ôm mẹ và cười hát to. Mẹ ơi con biết mẹ yêu con lắm, mỗi khi con buồn con mẹ kề bên. Cảm ơn con rất là nhiều. Cái bài này là bài gì vậy con? Dạ mẹ ơi con biết. Ừ, mẹ mốt mình diễn kịch nhiều hơn con ha. Con gái bây giờ là con thích về với đội của ban bình luận nào nè? Ở đây á mình có chú Trấn Thành,
chú Chí Thiện, còn bên này là có chú Ngô Kiến Huy và cô Buka. Thì con yêu thích về đội của ban bình luận nào? Con chọn chú Trang Hành. Không có suy nghĩ nhiều. Nói gì nữa, bộ đồ vàng đã là thế của nhau rồi, đúng không con? Con gái, bây giờ nhìn vô cái máy đó đi. Con tên gì? 2, 3, nó lớn. Con tên Nguyễn Như Quỳnh Như. Con bao nhiêu tuổi? Con 5 tuổi. Con diễn có kịch có giỏi hay không? Dạ. Con nói đi, quý vị bình chọn cho con ơi, quý vị ơi. Quý vị bình chọn cho con đi, quý vị ơi. Người chỉ huy đối đầu với nghệ sĩ Trấn Thành dày dặn kinh nghiệm, sự dẫn dắt duyên dáng dễ thương MC Sam, 60 năm biệt tài nhí với các tài năng mới lạ độc đáo. Ai sẽ sở hữu được các biệt tài nhí? Đón xem biệt tài thi hôn mùa 2 vào lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Biệt Tài Tí Hon mùa 2. Tạm biệt bé Quỳnh Như rất là đáng yêu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh nhí thứ tư của ngày hôm nay. Một cặp biệt tài nhí thì theo những cái phán đoán mà trước giờ mình hay biết á, là nếu mà đã xuất hiện mà một cặp tài năng nhí với nhau á, thì phải là một cái bộ môn gì đó mà cả hai người. Theo cái phán đoán nhiều số của tôi thì chúng ta không nên phán đoán nữa, mình nên coi menu. Chúng ta sẽ cùng đến với menu chính của chương trình. Bé Võ Trọng Phúc, Lê Uyên Phương, nhảy dây tiếp sức 300 cái trên 90 giây, võ cổ truyền, nhóm nhạc Bạn Và Tôi, Vịnh Xuân Quyền, nhảy dây tiếp sức 400 cái trên 90 giây. Các bạn thấy ban tổ chức tinh vi không? Quá ghê. Càng ngày càng lừa lọc. Bây giờ ghi ra một chi tiết rất là chi tiết. Nhảy dây tiếp sức mà rõ ràng luôn, 300 cái, 400 cái, 90 giây này nọ luôn. Mà em để ý nha, bạn hai bạn mặc đồ này kia, cái bạn nữ mặc đồ em cũng thấy là cũng giống như võ. Mấy bạn mà hay biểu diễn võ cổ truyền, võ nhưng kiếm múa kiếm nam thì là không phải đây, đúng rồi. Mà bên đây lại có võ cổ truyền, bên đây có Vịnh Xuân Quyền nữa, nên là mình cảm thấy hoang mang quá. Mà tôi thấy là cái võ nó coi vô hơn đó. Vô nhóm nhạc Bạn Và Tôi, cái bụng này là cái bụng lấy hơi. Trời, đúng, có thể là hai bụng lấy hơi đúng không? Đó, em cũng đang định nói nhiều khi ông này đấm percussion. À, có một chi tiết, tức là Võ Trọng Phúc với lại Lê Uyên Phương này nè là không phải anh em đúng không? Vậy thì là nhóm nhạc Bạn Và Tôi là hợp lý đúng không? Nghe Lê Uyên Phương là thấy tên nhạc sĩ. Đúng rồi. Nghe nó liên quan bộ. Nghe Lê Uyên Phương thấy tên nhạc sĩ. Mà Võ Trọng Phúc với con nhà Võ. Hả? Cái gì vậy? Trọng Phúc cũng là nghệ sĩ á nè. Vậy là anh theo em hay là anh không theo em? Võ em, Võ. Võ hả? Võ. Nhóm nhạc đi. Nhóm nhạc hả? Cái bụng đó, bụng lấy hơi đó. Nhóm nhạc ba người ít nhất chứ có hai người làm gì thì cơm cháo gì đâu. Tại nhóm nhạc có bạn và tôi mà, thì chỉ có bạn và tôi thôi à.
bây giờ là tôi thấy là cái vỏ với cái vịnh xuân của bộ vô à. Đúng rồi đó, em ngay từ đầu em cũng đã xác định điều đó. Cho nên là bây giờ nhóm em sẽ chọn. Không biết có phải nhóm không luôn á, thì không có nói được gì. Ôi hả, nè anh nói đi. Em nói đi. Em mời anh. Dạ, sao tôi thấy linh cảm tôi bị úp mặt xuống đất không quá. Không có. Mời anh, hãy nói đi. Mình chọn cái gì? Mình chọn cái gì? Sao đe dọa dữ vậy trời? Ông nội tôi không dám chọn nữa. Bà nói nha. Chọn cái gì? Thì em hỏi cái gì? Con mắt ông có lồi ra ngoài, nhanh tươi nuốt sống người khác. Mà ông kêu chọn cái gì? Đợi bên kia cho đáp án trước đã. Rồi gia đình em lộn xộn quá, em mời gia đình anh Thành trước đi. Mời anh Thành và anh Thiện. Võ cổ truyền à, Vịnh Xuân Quyền. Không à. Võ cổ truyền. Vịnh Xuân Quyền không phải đâu. Võ cổ truyền. Cả hai đội cùng chốt đáp án là võ cổ truyền. Vô. Vậy chúng ta sẽ cùng xem hai tài năng nhí này có chính xác là thể hiện tài năng võ cổ truyền hay không. Xin mời. Đó, cổ truyền. Wow, chắc chứ bộ.
cho cô hỏi là lần nữa là hồi nãy là hai tụi con là tập cái bộ môn đó là gọi là võ cổ truyền đúng không? Dạ phải. Vậy thì cô thấy là hai cái đai của hai đứa nè, nó khác nhau, con thì màu vàng, con thì màu xanh. Như vậy nó thể hiện cho cái bậc của mình học hay là như thế nào con? Dạ, đai vàng và đai xanh là thể hiện cho cấp độ của mình học. Ví dụ như đai vàng của con là cấp 12, còn đai xanh Uyên Phương là cấp 8. Mỗi lần mình lên đai là mình phải làm sao mình mới lên được con? Dạ, mỗi lần con lên đai là con lên thành phố thi lên cấp đai. Thi phải không con? Bây giờ cái đai của con là cái đai cao nhất chưa? Dạ chưa. Cái đai nào là cao nhất, cái màu nào cao nhất ở cái võ cổ truyền này? Dạ, đai trắng là đai cao nhất. Từ cái đai vàng lên cái màu trắng còn mấy bậc? 4 bậc. 4 bậc lên vậy đai là trắng. Cái kia là cấp 16 đúng không con? Vậy để hiểu thêm về các bé, xin mời ban bình luận chúng ta sẽ cùng xem một đoạn video clip sau đây. Võ cổ truyền có nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, dũng, nhẫn. Con tên là Võ Trọng Phúc. Con tên là Lê Yên Phương. Chúng con đang theo học môn võ cổ truyền Việt Nam. Con theo học võ cổ truyền Việt Nam từ năm con 3 tuổi do ba con dạy. Ba con là võ sư Võ Văn Hải, chữ môn phái nội gia Hải Quyền. Con thích học võ để có sức khỏe tốt, để con tự vệ. Anh Phúc là người dạy con. Con nhờ Phương thì chưa đi thi đấu cùng nhau, nhưng riêng con thì con đã đi thi đấu và con được nhận một số giải. Đai xanh của Yên Phương là đai học viên, còn đai vàng của con là đai huấn luyện viên cấp thành phố. Từ năm con 7 tuổi, con được đi thi thăng cấp đai ở Liên đoàn thành phố Hồ Chí Minh và con được cấp giấy chứng nhận huấn luyện viên sơ cấp. Từ đó, con dạy cho các em. Lớp võ của con có 20 bạn và con dạy vào lúc 5 giờ chiều sau khi con đi học về. Trước tiên, Trọng Phúc sẽ dạy cho các bạn bài tấn pháp. Nghiêm. Chào. Chào. Lập tấn. Trung bình tấn. Linh tấn. Con không phải là huấn luyện viên giống như anh Phúc, nhưng con là trợ giảng để giúp anh Phúc dạy mấy em nhỏ mới vô. Ngoài việc dạy võ cho các em để bảo vệ sức khỏe, con còn dạy cho các em về đạo đức trong võ cổ truyền để các em không quậy phá, không đánh nhau và biết yêu thương lẫn nhau. Võ cổ truyền. Võ cổ truyền. Con mới bé xíu mà đã làm huấn luyện viên thành phố rồi. Dễ sợ thiệt. Nãy chú Thành thấy con cầm cái côn nhị khúc chắc nụi, quất cái nào dính cái đó. Học giỏi chứ bộ. Trong lúc con học con có chấn thương gì không? Dạ cũng gặp vài cái vô đầu. Đập vài cái vô đầu hả? Dạ. Sưng lâu không con? Dạ lâu. Ok. Còn con gái, con là con gái mà con học võ con thấy thế nào? Dạ con thấy thích. Tại sao con không học những môn khác mà con mê học võ? Đó là do thầy Hải dạy con là con mê hay là do bản thân con là con đã tự mê rồi? Dạ, bản thân con đã tự mê. Con nhìn cái gì mà con mê võ? Dạ con thấy mấy người khác ra đường tự vệ được. Tụi con ơi, cái môn võ cổ truyền này á, tụi con thấy là nó khó khăn nhất ở điểm nào nếu mà dành cho những người mới học như là cô chú? Con nghĩ là cô chú sẽ học được, nhưng mà con sợ cô chú lơ là. Tinh thần là quan trọng nhất trong cái bây sự học võ. Bây giờ con dạy chú một cái thế tấn được rồi. Dạ, chú cũng muốn rồi đó. Thế giờ mình đứng tấn, mình đứng sao? Coi ai làm chuẩn nhất cho con. Trước tiên vô là con dạy chú cách chào. Chào, ồ phải chào chứ, đúng rồi. Đây. Rồi, chào sao? Giờ tới tấn nè, giờ tới tấn nè. Để
ép chân vô. Ừ. Trời ơi, bà nhỏ bắt câu chừng luôn kìa. Đó là trợ giảng hả? Hai. Ba. Ủa sao, sáu chân sao? Vòng từ dưới vòng lên á. Hey. Ôi. Dạ làm lại. Rồi làm lại cái nữa nè, cho con coi đúng không nha. Hai ba. Ôi, phối nhận. Ê trời. Ê trời. Ê trời. Ôi trời. Xuống, lên 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 trước. Lên 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 trước. Ê. Không, bây giờ quay ra, quay ra. Yes. Hey. Chú chứng lại bước lượm chân này. Ôi trời ơi. Khó quá luôn. Khó lắm, thật sự khó. Đi về đi cái đồng môn trước khi bị trượt rút. Hồi nãy khi mà bé biểu diễn á, anh cứ nghĩ là bé chỉ thuộc động tác thôi. Nhưng mà khi mà bé bắt đầu diễn ra là cảm ra từng động tác luôn, từng thế võ đàng hoàng nè, luôn. Ta là huấn luyện viên đa dạng, mình chưa nói cái bà mà đai xanh thôi mà cái thần thái mà như mọc quế anh vậy đó. Ui giời, ui giời, ui giời, ui giời, ui giời, ui giời. Trời ơi. Bà xanh này đi truyền đẹp lắm á. Rất là đẹp. Mặt phải thần thái dữ lắm. Giống cô. Yeah. Khi mà giống cô là con chỉ muốn về thôi cô à. Hai đứa nhỏ, bây giờ tụi con hay ho quá. Chứ thành không biết nói gì nữa giờ. Cũng thế nào mà chỉ dạy tụi con cái gì nữa. Tại vì cái môn của tụi con là cái môn mà chú hoàn toàn là muốn học mà không có điều kiện, không có cơ hội học. Hãy về với chú Thành để giúp chú rèn luyện. Quan trọng đúng không? Mình thấy thần thái của nhau. Đúng, đúng không? Đó. Con ơi, còn bên đồ của chú có một di sản cho mình bảo tồn. Trời ơi. Đúng rồi. Cần con để bảo vệ. Thật sự á, hai đứa con là rất giỏi rồi. Cô chú ở đây á là không ai bằng hết. Và ai cũng rất là khâm phục tụi con. Cho nên là bớt muốn lại. Cho nên là cô chú rất mong muốn tụi con về với đội cô chú. Thôi, hãy để các cháu quyết định. Đúng rồi, để các cháu quyết định đi. Bây giờ hai đứa con sẽ quyết định nha. Hai tụi con muốn về với đội của ban bình luận nào? Dạ con muốn về bên đội của chú Trấn Thành. Bé về đội mình. Bé về đội mình. Đừng làm quá, đừng làm quá. Con ơi. Của chú Trấn Thành. Hey, hey, hey. Ui. Chú làm hồi nó đổi đội á. Cảm ơn tụi con, rất giỏi. Chú Thành rất là tự hào bởi vì tụi con đánh võ của người Việt. Đúng không? Đấy, chúng ta là võ cổ truyền mang tên đất nước Việt Nam. Mình sẽ đại diện đất nước mình đi thi những cuộc thi tầm cỡ quốc tế như ASEAN, Olympic. Olympia. Ok. Thôi, okay. Mình chọn. Cho bé mình chọn. Thủ võ. Hey. Một lát tét đó rồi. Nhìn cho máy. Con tên gì? Con tên Trọng Phúc. Còn con? Con tên Uyên Phương. Khán giả hãy bình chọn cho con vì con là dân nhà võ Việt Nam. Yeah. Hay quá. Giỏi quá. Với 4 thí sinh đầu tiên thì tỷ số đang nghiêng hẳn về đội của anh Trấn Thành và anh Chí Thiện. Không biết liệu có phải là chiến lược của nhà mình hôm nay bị sai hay không? Vấn đề là bây giờ em cảm thấy chỗ ngồi này sao khó ngồi quá. Chưa bao giờ mà tôi thấy thằng em tôi nó cô đơn mà nó bị hất hủi. Vì một người đi mãi sẽ không quay trở về. Một chuyện tình này đành chia đôi. Không sao cả. Hãy thể hiện mình là một người đàn ông. Tôi qua bển luôn. Coi đi. Bây giờ chúng ta là một đội. Coi đi. Rồi, chúng ta sẽ đến với thí sinh nhí cuối cùng của ngày hôm nay. Trời ơi, bốn đứa chàng kìa. Trời ơi. Để sao bốn đứa đi chàng. Coi, hai nam hai nữ. Đi chàng à.
quá à. Này mới bằng nhạc nè. Ra bốn người này cũng đoàn kết lắm á, tới khi có chuyện mới hết đoàn kết thôi. Nhưng mà quan trọng là sau khi xem xong đoạn video clip vừa rồi, ban bình luận của mình có cái phán đoán nào chưa? Có. Coi Manu. Manu. Manu của chương trình. Hát tốp ca, chơi nhạc cụ tự chế, đờn ca tài tử, thắt khăn rằn nhiều kiểu, nhạc kịch. Chương trình bữa nay mới hay. Với em cái này là khó nha, dòng này khó. Họ biết là nhiều người, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến nhóm nhạc. Đúng vậy. Sao? Họ cho một chục cái liên quan tới nhóm nhạc luôn. Ghê thiệt. Ban biên tập ghê thiệt. Đờn ca tài tử thì có xác suất xảy ra nè. Đúng vậy. Nhạc cụ kịch cũng có. Nhạc cụ tự chế. Nhạc cụ tự chế là cái đặc biệt nhất. Vậy có cái thắt khăn răng răng nhiều kiểu là hơi xàm. Nó hơi xàm. Đúng. Không có liên quan gì đến cái khu vực của người ta. Bốn đứa xúm lại anh. Ba hai bạn đó đang mặc đồ cũng giống như cái khăn rằn đó. À, bây giờ tự nhiên bốn đứa không lẽ mở màn sân khấu xúm lợn xếp đúng không được cho nhau. Bốn đứa ào lên thắt bốn cái khăn cho bốn ăn bình luận. À, thì nó sai quá. À, và bây giờ đội trưởng anh chọn ai? Cái gì hả? Đội rồi hả? Tôi cùng đội luôn hả? Em về đội này rồi. Đội kia nói chú đi. Đội kia không ai nói gì đúng không? Đội kia không muốn nói nữa. Đội kia nói nữa. Đúng rồi, đội nói đi. Đội kia trầm lặng quá. Ê, chơi nhạc cụ tự chế đi, cái này vui à. Nhạc cụ tự chế. Nhạc cụ tự chế. Nhạc cụ tự chế. Chúng ta cùng thống nhất là nhạc cụ tự chế. Vậy thì sẽ cùng gặp gỡ tài năng nhí cuối cùng. Ngày em học theo năm điều bác dạy, xuân tháng là trời.
Tụi con ơi, bây giờ tụi con giới thiệu một chút xíu về bản thân của mình nè, cho mấy cô chú nghe nha. Này con tên là gì? Con tên là Phạm Minh Nhật, năm nay con 8 tuổi. Vậy còn đứa đỏ kia? Con tên là Phạm Duy Tân, năm nay con 8 tuổi. Còn con nhỏ bông thì tên là gì? Con tên là Phạm Thị Ngọc Chi. Con tên là Phạm Thị Minh Trang. Không cho hát nữa. Không cho hát nữa. Nó dập tắt là hát hay thế. Tụi con ơi, tụi con đã đến với dòng nhạc dân tộc như thế nào là bao lâu rồi? Dạ tụi con mới học có mấy tháng à. Vậy hả? Mới học là mấy tháng mà hồi nãy là cô thấy là tụi con có thể đổi nhạc cụ với nhau luôn. Có nghĩa là một bạn mình chơi được nhiều nhạc cụ luôn. Dạ. Đứa học 2-3 cây thì quá. Bây giờ giới thiệu cho chú coi trong một cái dàn nhạc đàn ca tài tử mình bao gồm những cái đàn gì. Giờ phải đố chú Huy mới vui vậy. Trời ơi, dĩ nhiên chú không biết rồi con. Mình gọi đàn này đàn gì con? Dạ, đàn đó là đàn cò. Đơn cò. Đơn cò gồm có hai dây, còn gọi là cò liếu. Còn đây là cây đơn xích. Dạ đúng rồi. Con này guitar thùng mình có vậy thôi nha. Con này là đơn ngọt, cũng quen rồi. Còn đây là cái đơn khó. Chú đơn lộn bên rồi. Đơn lộn bên rồi kìa. Còn đây, đó là đơn độc quyền. Tại sao vậy con? Dạ tại vì nó chỉ có một dây thôi. Hay quá, biết độc quyền cầm liên giỏi. Mà mình người ta gọi đây là bộ phận gì của cái đờn độc quyền cầm không? Dạ, cần. Cần hả? Dạ. Lúc mình vậy phải không? Đó đó đó, hồi bé gãy. Lên đờn nha. Bốn đứa ơi, là bốn đứa con có anh chị em với nhau không? Hay là một bạn chung lớp học? Dạ, bốn anh em tụi con ở trong một gia đình. Ồ, trong một gia đình. Trong một gia đình hả? Vậy thì tụi con học cái này ở đâu, bộ môn này ở đâu? Dạ ở nhà tự dạy tự học. Hay quá, gia đình hay quá. Rất là cảm ơn cha mẹ con, ông bà con đã gìn giữ những cái bộ môn tinh túy của quê hương. Và tụi con may mắn là cũng yêu cái điều này luôn, chú Thành rất là thích. Ừ, con chần về nữa hãy về với chú nào. Trời ơi, đứa cái gì vậy? Ơi. Con à, thật ra là nhà của cô chú ít con cái quá. Nếu mà con ở đây thì con chú già cả không hay luôn. Đúng rồi. Cô chú cũng đã hát được lắm. Sử dụng tới chiêu này rồi ai nói năng gì nữa. Dạ trước khi chọn đội thì con có được phạt các cô chú không? Trời ơi. Được không? Được cái không? Gì? Bây giờ là mới coi lòng thành nè. Hồi nãy đón sai. Hồi nãy về chung với cái đội nhà này đón sai nè. Ê, hồi nãy nói đồng thanh là bốn mày chưa? Nói hai cái thứ tràn về rồi bây giờ rồi nói này nữa đó. Khi mà nhà người ta sụp thì phải chạy thôi. Chạy thôi. Hai con cáo chơi trẻ. Tụi con muốn phạt gì nè? Dạ, con muốn chú Trấn Thành diễn hài cho con xem. Wow. Nghe chú Thành. Một mình chú Trấn Thành hả con? Một mình chú Trấn Thành thôi. Chú Trấn Thành với chú Ngô Kiến Huy và cô Vũ Càn. Ở chú Chí Thiện ngồi chơi hả con? Con thương chú, cảm ơn con. Chú cũng diễn luôn. Đừng có mà trốn á. Lần diễn chung đi á. Đi rồi. Đi nào. Thưa quý vị, đoàn lưu diễn rằm tháng 7 của chúng tôi xin được hân hạnh kính chào quý vị. Hôm nay có ghé lại đây xin được biểu diễn cho quý vị một câu chuyện ngụ ngôn bao gồm bạn chó. Ủa em chó gì? Chó cỏ. Chó cỏ. Và đây là bạn mèo. Mèo mèo bông. Mèo bông kêu khàn lắm. Mèo bông quên. Mèo bông. Đây là bạn chuột nhắt. Dạ, cho đây. Em một cái dây bảnh thiệt coi. Đồng đội nè, đuôn dừa. Bạn này là bạn là cào cào. Được không điện thoại luôn, được cào cào không điện thoại. Âm nhạc. Các bạn thân mến, vào một buổi chiều trung thu nọ, cào 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 cào, vô tình bạn chó đi dạo quanh bờ hồ. Chó đi bốn chân anh ơi. Thì bạn mèo hoa xuất hiện.
bạn chó bình sinh không thích bạn mèo hoa. Nhưng bạn mèo hoa cố gắng thuyết phục để làm bạn. Trong khi đó, bạn chó không ngờ bạn mèo hoa dữ như vậy. Đang chạy thì gặp bạn chuột nhắt. Chó cầu cứu. Nhai đầu người ta. Ông Ngọc ơi, cầu cứu chứ phải nhai đầu ông ơi. Bạn chuột nhắt hiểu chuyện. Bạn chuột nhắt mới qua tính sổ với bạn mèo hoa. Bạn mèo hoa là con mèo nhưng rất sợ con chuột. Sau khi trả thù được cho bạn chó hoa, câu chuyện đã hết rồi. Tất cả những câu chuyện đó vừa rồi là dưới sự quan sát của bạn Cao Cao. Câu chuyện hết rồi đó. Hôm nay giờ tôi cô đơn quá. Hôm nay giờ tôi cô đơn quá. Một mình rất là xa. Còn mình cũng giống như đó. Đó, sau khi tụi con á nhìn thấy mấy cô chú diễn một cái tiết mục truyện ngụ ngôn rất sống động thì tụi con quyết định muốn về đội của ai nè? Cao Cao. Dạ con về đội của chú Trấn Thành. Ê, tôi không có nói nha. Cảm ơn các con. Bây giờ á, mình kêu gọi bình chọn đi nè. Hãy nhìn vào chiếc máy kia. Tụi con là gia đình Bình Phước. Đơn ca tài tử. Đơn ca tài tử. Xin quý vị ủng hộ cho tụi con. Xin quý vị ủng hộ cho tụi con. Rồi, cảm ơn tụi con. Rồi, cảm ơn con. Giỏi quá. Cùng điểm qua năm tài năng nhí trong đêm nay. Hà Vi, cô bé có nụ cười bẽn lẽn đã trổ tài trang điểm thật ấn tượng trước ban bình luận. Hai anh em rapper Thiên Bảo và Thiên Phong đã khuấy động sân khấu với bài ca Tuổi Trẻ. Quỳnh Như hóa thân thành bà hội đồng xanh đều không kém phần đành đá. Cặp đôi võ thuật Trọng Phúc Quyền Phương đã thể hiện chắc những bài quyền tay không và có bình khí đầy khí chất. Nhóm những người bạn Bình Phước đã mang đến một tiết mục đơn ca tài tử thật độc đáo khi vừa hát vừa chơi các loại nhạc cụ. Tài năng nhí nào sẽ trở thành thí sinh được yêu thích nhất trong đêm nay? Cùng theo dõi kết quả bình chọn ngay sau đây. Bây giờ thì Sam xin mời 100 quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Chúng ta sẽ cùng đăng nhập vào hệ thống của chương trình và giúp chúng tôi lựa chọn ra thí sinh nào mà quý vị yêu mến cũng như là ấn tượng nhất. Xin mời. Tài năng nhí của chúng ta quay trở lại sân khấu. Mời tụi con. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bảng điểm của ngày hôm nay để xem tài năng nhí nào trở thành tài năng nhí được yêu thích nhất. Xin mời bảng điểm của chương trình. Thí sinh được yêu thích nhất đó chính là
Trọng Phúc và Nguyễn Phương. Quà cho con. Trọng Phúc và Nguyễn Phương đã xuất sắc nhận được giải thưởng trị giá 15 triệu đồng. Đội chiến thắng trong ngày hôm nay nhận được giải thưởng 20 triệu đồng, đó chính là đội của anh Trấn Thành và anh Chí Thiện. Cảm ơn Dầu Ăn Rainy đã đồng hành cùng với chương trình. Chương trình Biệt Tài Thế Hôn do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại. Cái gương mặt tươi vui, sống bình an mới vui được. Người ta thường nói là bình an trong tim thì mình mới vui được. Không, bé không được làm được, tại vì bé trai á hơi hô. Nhưng mà theo chị, bé bán xe đạp. Nhưng mà tôi thấy bạn quá thông minh, nhìn mắt thế này tôi bảo đây là nhà khoa học.